nếu như tuần trước vn index là thị trường có diễn biến tồi tệ nhất thế giới thì tuần này chúng ta đã hồi phục và có mức tăng trưởng mạnh mẽ vậy động lực từ đâu một từ khóa hot nhất trong tuần vừa rồi và được các nhà đầu tư quan tâm là ngày bùng nổ theo đà vậy ngày này có nghĩa là gì và dấu hiệu nhận biết ngày bùng nổ theo đà là gì mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi Ngày khang thứ 6 vừa rồi, tức là ngày mùng 2 tháng 12, VN Index đã có mức tăng sốc đến 44 điểm. Vậy còn cả tuần qua thì như thế nào ạ? Tuần vừa qua thì VN Index có mức tăng rất là kinh khủng. Nếu mà chúng ta nhìn lại thì VN Index đã lên đóng cửa ở mức 1080 điểm, tức là tăng 110 điểm so với cả tuần trước đó. Lũy kế lại thì cả tuần là VN Index tăng 11%, thì đây là một mức tăng mà có lẽ là đã bù trừ lại cho những tuần trước. Nếu mà chị Hiền nhớ thì những tuần trước thì VN Index đã vào trong những chỉ số có chứng khoán có mức giảm tồi tệ nhất thế giới thì tuần vừa rồi với mức tăng 11% thì Venirect đã quay trở lại là chỉ số chứng khoán có mức tăng lớn nhất thế giới. Và có rất nhiều cổ phiếu đã bùng nổ trong phiên cuối tuần vừa rồi. Nếu mà tổng kết lại thì chúng ta thấy được là cái khối lượng khớp lệnh trung bình cũng đã tăng lên 17.000 gần 18.000 tỷ một phiên, tăng phải đến năm gần 60% so với cả tuần trước. Cái điều này thì nó sẽ giải thích là việc trong tuần vừa rồi thì có rất nhiều cổ phiếu dòng tiền đã đổ vào rất nhiều cổ phiếu mà ở các tuần trước đó đang chờ được giải cứu ví dụ như là tuần vừa rồi có phát đạt có cổ phiếu của hải phát vâng thưa anh khang ngoài các cổ phiếu bùng nổ thì tôi thấy có một cụm từ khác mà cũng được các nhà đầu tư cực kỳ quan tâm trong tuần vừa rồi đấy là cụm từ là ngày bùng nổ theo đà và cụm từ này có vẻ là chưa quen thuộc lắm vậy anh khang có thể giải thích là ngày bùng nổ theo đà là ngày như thế nào được không ạ ngày bùng nổ theo đà nếu mà theo tiếng anh thì được viết tắt đó là cụm từ là ftd thì thông thường cái ngày bùng nổ theo đà này sẽ là một ngày mà có mức giá tăng tối thiểu từ 1,25% trở lên so với ngày liền trước và có khối lượng giao dịch là lớn hơn khoảng khối lượng giao dịch bình quân. Mặc dù là có rất nhiều cái định nghĩa cho cái định nghĩa rất nhiều cái quan điểm cho cái định nghĩa này nó không có một cái quan điểm chính thống nhưng mà theo tôi thì là thị trường đã có cái phiên FTD vào ngày 25 tháng 11 sau khi mà cái phiên mà tạo đáy vào ngày 16 và phiên nền rút chân rất là đẹp thì vào ngày 25 thì thị trường đã tăng điểm theo đà và cái cái phiên FTD đấy đã tạo ra cái lực tăng theo quan điểm kỹ thuật là tạo ra lực tăng trong suốt thị trường trong suốt cả tuần vừa rồi. Vậy với sự bùng nổ thị trường như vậy thì tuần vừa rồi những cổ phiếu nào tăng nhiều nhất hoặc giảm nhiều nhất thưa anh Khang? Nếu mà nói về cổ phiếu lít sóng thì trong tuần vừa rồi thì cái cổ phiếu mà dẫn cái sóng hồi này chính là cổ phiếu Hòa Phát khi mà giá trị giao dịch của Hòa Phát thì luôn luôn là nằm trong top những cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất và nó cũng có mức tăng rất là tốt khi mà trong tuần vừa rồi thì Hòa Phát đã tăng đến 27%. Bên cạnh đó thì có một số cổ phiếu cũng tăng điểm khá là ổn đó là Vietcombank hoặc là Vinhome. À, về phía dòng ngân hàng thì cổ phiếu ngân hàng mà tạo có điểm tăng tốt nhất đó chính là Techcombank với mức tăng là 25%. Ngược lại thì trong số các cổ phiếu lớn thì chúng ta sẽ chỉ có VN trong VN30 thì chỉ có cổ phiếu sáp tức là Sabeco là giảm điểm với mức giảm là 1,6% tức là mức giảm đấy không quá nhiều và cái xu thế này có thể nhìn thấy rất rõ ràng ở trong cái bảng của gọi là thay đổi giá của VN30 thì trong suốt cả VN30 chỉ có duy nhất Sabeco là giảm điểm còn lại hầu hết các cổ phiếu đều tăng điểm thì trong đó thì Hòa Phát, Techcombank là hai cái cổ phiếu mà tôi nghĩ là nhà đầu tư nên đặc biệt lưu ý trong cái sóng này bởi vì hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu mang tính dẫn sóng tức là nó thể hiện cái dòng tiền của thị trường khi mà thị trường điều chỉnh thì hai cổ phiếu này thường sẽ là điều chỉnh trước và khi dòng tiền quay trở lại thì hai cổ phiếu này có mức tăng điểm và kéo cả thị trường theo thì cùng với cả các cái cổ phiếu đó thì chúng ta có thể nhìn thấy là trong tuần vừa rồi nếu mà nhìn theo nhóm ngành thì hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm cũng khá là ổn và nhóm ngành tăng điểm nhiều nhất chính là nhóm ngành bán lẻ với tiêu biểu là MWG cũng như là Pet DGW tăng 22,8 tài nguyên cơ bản chính là nhóm thép là Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen ngoài ra thì hầu hết gần như các nhóm ngành thì đều tăng điểm không có nhóm ngành nào giảm điểm cả nhóm ngành tăng ít nhất chính là nhóm ngành ô tô thực phẩm đồ uống Vinamilk tức là những nhóm ngành mà mang tính phòng thủ đợt trước thì nó cũng là một đặc trưng của sóng hồi tức là những cái nhóm ngành nào giảm điểm mạnh trước đó thì bây giờ họ hồi rất là nhanh và nhóm nào mà ví dụ như Vinamilk trong suốt các đoạn thị trường giảm thì không giảm mấy thì bây giờ cái sự tăng điểm của nó sẽ chậm lại dòng tiền sẽ tập trung vào những cái nhóm ngành mà đã có mức chiết khấu đủ sâu để hồi lại rõ ràng là việc thị trường bùng nổ và hồi phục tốt như vậy là một cái tin rất là vui tuy nhiên là theo anh Khang thì cái tin vui này đến từ đâu ạ? nếu mà để giải thích cái nguyên nhân thị trường có cái mức điểm hồi phục rất là tốt thì chỉ có hai từ đó chính là nước ngoài và nhà đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài là các nhà đầu tư đã tích cực tham gia bắt đáy trong suốt cả tháng 11 vừa rồi với mức mà chúng ta nhìn vào bản thì có thể thấy là trong riêng tuần vừa rồi nhà đầu tư nước ngoài đã đầu bắt đáy khoảng 9.300 tỷ dòng và cái mức tăng này thì nó có động lực rất lớn từ các quỹ ETF và đặc tiêu biểu là quỹ FUBON ví dụ như là trong riêng tháng 11 thì các quỹ ETF đóng góp 6.700 tỷ dòng vào thị trường và trong đó thì riêng FUBON là 4.000 tỷ nếu mà chúng ta nhìn vào thì sẽ thấy được là cả thị trường nước ngoài là trong suốt 3 tuần vừa rồi thì họ bắt đáy khoảng hơn 15.000 tỷ thì các quỹ ETF đã đóng góp là 6.700 tỷ. Thì cái đây chính là động lực dành cho khiến cho thị trường hồi phục rất là tốt và khi dòng tiền nước ngoài mà tăng đổ vào thì chúng ta sẽ thấy được là gần như là có các dòng tiền nội là cũng đi theo dòng tiền nước ngoài để hưởng lợi và cái sóng lần này sẽ dẫn sóng bởi Hòa Phát và Techcombank đó là những cái cổ phiếu trụ lớn của thị trường và thu hút dòng tiền của thị trường bên cạnh nhà đầu tư nước ngoài thì gần như chúng ta thấy là tự doanh cũng là một cái bên tham gia rất là tích cực vào việc bắt đáy của thị trường trong tuần vừa rồi thì họ tham gia bắt đáy chỉ khoảng hơn 800 tỷ tất nhiên là quy mô của tự doanh thì so với thị trường thì họ không phải là một quy mô lớn nhưng mà nếu mà nhìn kỹ vào cái phần này thì cái phần mua dòng của tự doanh thì thấy là trong đó thì họ đã bán dòng cái chứng chỉ quỹ là ETF VN Diamond là 765 tỷ và cái này là họ bán lại cho nhà đầu tư nước ngoài hiểu nôm na là nếu chúng ta cộng cái 765 tỷ này với 800 tỷ thì gần như là trong tuần vừa rồi tự doanh đã mua dòng khoảng tầm 1.500 tỷ cơ sở và họ cũng tham gia rất tích cực ở việc là bắt đáy các cổ phiếu như là Novaland giải cứu tham gia giải cứu Novaland hoặc là Phát đạt với Phát đạt là 160 tỷ và Novaland là 556 tỷ với những động thái tích cực của tự doanh cũng như là tổ chức nước ngoài thì chúng ta có thể nhìn thấy một điều đó là tự doanh tổ chức trong nước là bên cạnh tự doanh thì là tổ chức trong nước sẽ bao gồm cả các quỹ thì họ đang bán dòng nhẹ khoảng 1.000 tỷ và cá nhân trong nước là bán dòng gần 8.000 tỷ và cái động lực như tôi nói ở trên động lực để thị trường tăng điểm chính là tổ chức nước ngoài khi họ tham gia bắt đáy gần 9.000 tỷ trong tuần vừa rồi tổ chức các cá nhân trong nước là những cái bên mà gần như là đợt giảm vừa rồi có thể thể hiện là các nhà đầu tư cá nhân đang khá là lo, lo ngại về thị trường nên là họ khi mà thị trường hồi phục thì họ có mức bán rất là mạnh đặc biệt là các cổ phiếu mà tăng mạnh như là nhóm tài nguyên cơ bản chính là hòa phát này nhóm ngân hàng này nhóm bất động sản tiêu biểu là các cái cổ phiếu như là novaland phát đạt và nhà đầu tư nước ngoài là cái bên mà mua đối ứng và đẩy thị trường lên trong tuần vừa rồi nếu mà nhìn vào chi tiết cái mã cổ phiếu mà các bên ở trong thị trường tham gia thì có thể thấy được là novaland là được bên được các nhà đầu tư cá nhân mua lại và nhà đầu tư nước ngoài thì đặc biệt chú ý đến Hòa Phát khi mà họ mua dòng Hòa Phát rất là nhiều lên đến 1400 tỷ. Ngược lại thì cái chiều bán của Hòa Phát chính là các nhà đầu tư trong nước khi mà Hòa Phát có một cái độ rơi rất là lớn trong tuần các tuần trước thì gần như khi đợt này khi mà giá cổ phiếu hồi phục thì các nhà đầu tư trong nước đã cố gắng thoát khỏi Hòa Phát. Bên cạnh đó thì chúng ta nhìn vào thị trường phái sinh thì cũng có thể thấy được cái xu thế của các bên trong thị trường, đó chính là các nhà đầu tư nước ngoài. Họ vẫn như các tuần trước là họ vẫn liên tục lũy các hợp đồng long thể hiện cái niềm tin của họ về thị trường cơ sở và lũy kế lại trong tuần vừa rồi thì họ vẫn đang nắm 18.000 hợp đồng long mặc dù là trong hai phiên cuối tuần thì họ đã chốt khoảng tầm hơn 6.000 hợp đồng thì cái điều này thì cũng rất là dễ hiểu khi mà thị trường đã tăng đến hơn 100 điểm trong tuần vừa rồi thì cái việc động thái nhà đầu tư nước ngoài họ chốt lời ở thị trường phái sinh tôi nghĩ cũng là một điều khá là dễ hiểu và nếu mà chúng ta nhìn lại thì cả bên phía tự doanh thì trong tuần vừa rồi trước mà cái nhịp tăng vào hai phiên thứ năm và thứ sáu thì phía tự doanh họ đã chủ động là đóng bớt các hợp đồng sọt gần như là về, về vị thế là nét dòng là không còn vị thế trên thị trường phái sinh tuy nhiên vào hai phiên cuối tuần thì họ đặc biệt là phiên thứ sáu khi mà thị trường tăng điểm rất là mạnh thì họ đã sọt dòng lại hơn sáu hợp đồng thì lũy kế lại là phía tự doanh là họ đang sọt khoảng chín hai hợp đồng vâng thưa anh Khang qua cái phần nhận định vừa rồi của anh Khang thì chúng ta cảm thấy là hết sức vui mừng vì cuối cùng với thị trường cũng đã có sự hồi phục ạ tuy nhiên thì chúng ta vẫn hay thường đặt thị trường Việt Nam trong tương quan với các cái thị trường trên thế giới vậy thì với cái sự tăng điểm mạnh này của VN-Index thì đây là người thành công hay có lối đi riêng hay đây là tình hình chung của thế giới ạ trong tuần vừa rồi thì có thể nói là với mức tăng 11% thì VN-Index gần như là thị trường có mức tăng tốt nhất trên thế giới và đây nó hoàn toàn khác biệt với cả thị trường các thị trường còn lại trong các thị trường thế giới thì chỉ có thị trường Hồng Kông tức là chỉ số Hang Seng thì có mức tăng gọi là cũng khá là tốt mức tăng khoảng hơn 6% thì bởi vì lý do đó là gần như là mọi người đang rất có niềm tin là việc Trung Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp gọi là phòng chống của Covid giống như các tuần trước bởi vì trong tuần vừa rồi thì có một số cái thông tin thêm đó là có như chị Hiền biết là có biểu tình rất là nhiều ở Trung Quốc để phản đối cái việc là chính phủ Trung Quốc tiếp tục gọi là gia tăng cái việc mà kiểm soát Covid và gần như là người dân người ta đang rất là bức xúc thì chính cái điều này thì làm cho các bên tham gia thị trường đang kỳ vọng là Trung Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp và cũng đã có một số thông tin đồn hoặc là không chính thức về các cái biện các cái biện pháp mà có thể thì chính phủ Trung Quốc sẽ nới lỏng trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó thì có một số thông tin tích cực hơn về ở thị trường Mỹ đó là việc như là chủ tịch Fed trong cái buổi họp vào ngày thứ năm thì đã nói rằng đã đưa ra một quan điểm đó là cái tốc độ tăng của lãi suất thì có thể sẽ chậm lại có thể sẽ chỉ là mức 0,5 trong kỳ họp tháng 12 sắp tới bởi vì gần như là lạm phát thì đã tạo đỉnh tuy nhiên thì cái ông ấy vẫn đưa ra một quan điểm nó cân bằng đó là việc lạm là phát vẫn cần phải được khống chế và lãi suất sẽ vẫn phải tăng ở trong các kỳ tiếp theo thì tuy nhiên cái mức mà giảm 0,5 cũng là một mức mà nó đã thấp hơn kỳ vọng thị trường là 0,75 thì chính vì cái điều này thì đã làm cho chỉ số các chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm trong tuần vừa rồi. Vâng, xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của anh Khang. Và thưa quý vị, rõ ràng là tham gia vào thị trường chứng khoán là một thử thách tâm lý đối với các nhà đầu tư. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã tuần trước đó thì chúng ta đã có một cái tuần diễn biến tệ nhất thế giới. Tuy nhiên, tuần vừa rồi chúng ta đã hồi phục lại và thậm chí còn tăng mạnh nhất trên thế giới. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái nhịp đà tăng này sẽ tiếp tục trong tuần tới. Và quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi vào sáng chủ nhật hàng tuần để cùng theo dõi những diễn biến của thị trường Việt Nam và thế giới trong tuần qua nhé.